Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do công ty cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư. Ngày 3 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 5 cá nhân về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Lê Quang Vinh, Bí thư huyện ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, Huỳnh Lương Thiện, chuyên viên Phòng Đầu tư và Quy hoạch Xây dựng thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam, Trương Văn Di, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam, kiêm Giám đốc chi nhánh công ty tại tỉnh Bình Thuận. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn, ngày 4 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành lệnh quyết định tố tụng hình sự nêu trên theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Đức khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Đức sinh năm 1983 và Nguyễn Thị Thu Vân sinh năm 1989, vợ của Đức, cùng chú tại tỉnh Khánh Hòa về tội hành hạ người khác. Trước đó, nạn nhân sinh năm trú tại tỉnh Phú Yên được người quen giới thiệu đến ở nhờ nhà của Đức Vân. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, nạn nhân thường xuyên bị vợ chồng Đức đánh đập, hành hạ, gây thương tích nhiều nơi trên cơ thể. Trong một ngày thì lợi dụng vợ chồng Đức không để ý, nạn nhân đã bỏ trốn về Phú Yên và điều trị tại bệnh viện. Khi tạm thời bình phục, nạn nhân đã quay vào thành phố Hồ Chí Minh và đến công an phường Tam Phú trình báo vụ việc. Sau khi nhận được trình báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Đức khẩn trương làm rõ hành vi của đối tượng Đức Vân và lấy lời khai bị hại. Tại cơ quan điều tra, Đức Vân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an thành phố Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Lê Tô Hùng Mạnh, trú tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Hùng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên khi đi ngang qua nhà nạn nhân, thấy khóa cửa, không có ai ở nhà, đối tượng mới nảy sinh ý định trộm cắp. Hùng đã đột nhập lấy mất một điện thoại di động và phá két sắt trộm mất 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trộm được Hùng đã dùng để tiêu xài cá nhân hết. Còn chiếc điện thoại khi đang trên đường mang đi cầm cố lấy tiền thì bị lực lượng công an phát hiện thu giữ. Vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Vũng Liêm và Công an xã Tân An triệt xóa một nhóm đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền. Vào thời gian trên, lực lượng công an kiểm tra khu vườn nhà của Huỳnh Thanh Phong, trú tại ấp Nước Xoáy, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, thì phát hiện Phong cùng 11 đối tượng khác đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền, nên tiến hành bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 2 con gà, 1 cân đồng hồ, 9 xe mô tô cùng số tiền trên người các đối tượng trên 20 triệu đồng. Được biết, tụ điểm đánh bạc trên do Phong đứng ra tổ chức, các con bạc thường xuyên đến tụ tập gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 4 giờ 50 phút sáng ngày hôm nay, khi một số phương tiện đang dừng đỗ tại khu vực đèn đỏ ở nút giao Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, một chiếc xe khách 29 chỗ bất ngờ vượt đèn đỏ và lao thẳng về phía trước. Xe khách này đã va chạm mạnh với một chiếc xe tải nhỏ đang di chuyển đúng luật, khiến phương tiện này bị lật nghiêng. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế xe khách đã rời khỏi hiện trường, không thực hiện các biện pháp cứu hộ hoặc báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng. Bước đầu, đội đã triệu tập tài xế xe khách 29 chỗ kể trên để làm việc. Đồng thời, đội kêu gọi các nhân chứng có mặt tại hiện trường cung cấp thêm thông tin để hoàn thiện hồ sơ vụ việc. Sau 3 ngày nghị án, sáng ngày 4 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Danh Rương, 72 tuổi, trú tại xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, 6 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2023, Danh Rương đi uống rượu về đến nhà thì thấy chiếc vỏ máy của ông Danh Nhịn đang đỗ dưới kênh cạnh nhà mình mà không xin phép, nên Danh Rương đã tức giận, cầm búa đi xuống đập vào chiếc vỏ nhiều cái để dọa. Sau đó Dương lên võng ngồi và để búa dưới đất. Vào thời điểm này thì bà Ngôi, 77 tuổi, là hàng xóm của Dương, khi đến ngồi lên chiếc võng bên cạnh và nói chuyện qua lại với Dương. Được một lúc thì giữa hai người đã xảy ra cự cãi. Dương tức giận nhặt cây búa đứng dậy rồi đi đến đập vào đầu bà Ngôi, gây thương tích 18%.
Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo Lương Văn Quý, Lò Văn Long, Lò Văn Hải cùng chú huyện Tuần Giáo về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó bị cáo Lò Văn Long bị kết án tử hình. Theo cáo trạng, từ ngày 27 tháng 8 năm ngoái đến ngày 5 tháng 9 năm 2023 tại khu vực đèo Pha Rin, xã Tòa Tỉnh, huyện Tuần Giáo và khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Lương Văn Quý, Lò Văn Long, Lò Văn Hải đã thực hiện hành vi mua bán trái phép 6 túi ma túy ketamin có tổng khối lượng gần 6 kg. Đây là vụ án đồng phạm, các bị can Lương Văn Quý, Lò Văn Long đều là người thực hành cùng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Bị can Lò Văn Hải là người giúp sức cho các bị can kia thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt Lương Văn Quý 18 năm tù, Lò Văn Hải mức án chung thân, Lò Văn Long mức án tử hình. Một đường dây cá độ bóng đá với số tiền 500 tỷ đồng thông qua trang web bóng88.com vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an các địa phương triệt phá. Lực lượng phá án đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Cao Đình Hùng, trú tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hùng đã sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý cùng 18 đối tượng khác tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng sử dụng tài khoản để cá độ nhiều trận đấu bóng đá ở các giải khác nhau. Trong đó tại giải Euro 2024 thì các đối tượng đã cá độ có trận bóng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, trả tiền thắng thua cá độ bóng đá vào ngày thứ hai hàng tuần thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định từ tháng 2 đến tháng 7 tổng số tiền gửi sử dụng để đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô cực lớn này. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã khống chế dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra tại khu vực nhà xưởng cho thuê của một công ty nằm trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên. Theo thông tin ban đầu, thì vụ cháy xảy ra vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 3 tháng 7 tại khu vực nhà xưởng cho thuê có diện tích 6.000 m². Do chất cháy chủ yếu là bao bì vải gỗ nên ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy lan. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng 17 xe chuyên dụng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ của khu công nghiệp Nam Tân Uyên triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 23 giờ 10 phút ngày 3 tháng 7, với nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan rộng sang các khu vực xung quanh. Theo ghi nhận, vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích nhà xưởng đã bị cháy hư hỏng hơn 2.000 m². Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Công an huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa cứu một người dân bị lũ quét cô lập giữa dòng sông A Vương, đoạn qua xã A Tiêng. Sau đợt mưa lớn vào chiều ngày 3 tháng 7, một trận lũ quét từ thượng nguồn đột ngột kéo về khiến nước sông A Vương dâng cao và chảy xiết. Lúc này nạn nhân đang di chuyển qua sông thì bị kẹt lại tại một gò đất nhỏ giữa dòng lũ dữ. Nhận được thông tin, lãnh đạo công an huyện Tây Giang đã huy động cán bộ, chiến sĩ và công an xã A Tiêng cùng với các lực lượng khác triển khai các biện pháp ứng cứu. Do nước lũ chảy rất mạnh, địa hình hiểm trở, gò đất nơi người đàn ông đứng giữa dòng sông bị sạt lở nhanh chóng nên quá trình cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, bất chấp hiểm nguy, lực lượng cứu hộ công an huyện Tây Giang đã nhảy xuống dòng nước lũ, kịp thời ứng cứu và huy động máy xúc đưa người đàn ông qua sông an toàn. Theo thông tin ban đầu, người được cứu hộ thành công sinh năm 1990, quê huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đến địa bàn huyện Tây Giang để làm việc tại công trình kè sông A Vương.